Hello các bạn Kim Ngưu. Hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi những tiên đoán cho tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 23. Trước khi đi vào chủ đề, mình ôn lại những hành tinh lớn cho những trong thời gian tháng 7, tháng 8, tháng 9 đối với Kim Ngưu. Thời gian này á, Diêm Tinh trở về Nam Dương. Nó vẫn còn tác động tốt vào Kim Ngưu từ 2008 đến giờ. Nó sẽ kéo dài tới 2025 lận. Cuối năm 2024 nó sẽ hết. Nhưng mà trong tháng 7, tháng 8, tháng 9, sự trở lại của Diêm Tinh trở về Nam Dương vẫn còn có những cái tích cực trong sự chuyển hóa đối với Kim Ngưu. Thổ Tinh đi vào Song Ngư, đó là một hành tinh tượng trưng cho sự mà căn bản, nền tảng hay là nghiệp của mình nó trở về nữa. Nó vào trong Song Ngư, hợp tác với Hải Tinh. Nó sẽ hỗ trợ cho Kim Ngưu luôn. Tại vì đây là nước, đây là đất, hai cái hợp với nhau. Nước, đối với Tây Phương, nước với đất, người ta nói là nó gom lại thành cái gì đó như là xi măng, thí dụ. Nó sẽ làm cái gì nó rất là thuận lợi đối với Kim Ngưu. Và thứ hai nữa, tháng 7, tháng 8, tháng 9, Mộc Tinh sẽ trong Kim Ngưu. Mộc Tinh tượng trưng sự may mắn, sự phát triển. Thời gian này, từ tháng 5 trở đi thì tới nguyên một năm luôn, là tháng 5 năm 24 lận, các bạn Kim có thể đi xa, có thể phát triển về con người của mình và có thể có những chuyến du lịch rất là thuận lợi cho mình nữa. Vì vậy thời gian sắp tới rất là tốt cho Kim Ngưu để phát triển trong mùa hè năm nay nhé. Đó là những hành tinh lớn. Bây giờ nó hành tinh, những hành tinh nhỏ hơn, ở đây cũng có ở đây cũng có trong gian này á, là cũng có cái lôi tinh nằm trong Kim Ngưu đó, cho Kim Ngưu rất là nhiều sức mạnh, cộng thêm cùng với Mộc Tinh nữa. Vì vậy mùa hè này rất là tốt đối với Kim Ngưu. Bên những hành tinh khác như là Thủy Tinh tượng trưng cho giấy tờ, buôn bán, sự di chuyển trong thể xác, thì từ 27 tháng 6 tới 12 tháng 7 nó nằm trong Bát Giải, rất thuận lợi cho Kim Ngưu luôn. Đây là nước, đây là đất, hợp chung với nhau, không thể sự hỗ trợ của trong bên phía này nữa, nên rất tốt đối với Kim Ngưu trong 27 tháng 6 tới 12 tháng 7. Từ 12 tháng 7 cho tới 29 tháng 7 là trong Hải Sư, nó không có tốt đối với Kim Ngưu. Nhưng mà Thủy Tinh tượng trưng cho sự mà các bạn không nên thời gian này là ký hợp đồng, đi mua xe, đi thi, nó không tốt cho các bạn. Từ 29 tháng 7, nó sẽ nằm trong sự nữ. Nó trong đây cho tới 5 tháng 10 lận. Là 29 tháng 7, 29 tháng 8, 29 tháng 9. 29 là ra đây là 2 tháng 8 tuần, 9 tuần lận. Nó sẽ nằm trong sự nữ. Mà sự nữ là đất, nó lại thuận với Kim Ngưu nữa. Vậy các bạn có những thời gian rất tốt cho mùa hè năm nay. Chỉ từ thời gian là từ 12 tháng 7 tới 29 tháng 7. Thì nó không hợp với mình thôi. Còn nếu không á, từ 29 tháng 7 tới 5 tháng 10 các bạn có thể đi xa được nè, đi rất là tốt luôn, đi xa với anh hỗ trợ của anh Mộc Tinh, đi xa được nữa, và Lôi Tinh nữa, đi xa, đi thi, làm giấy tờ, thương lượng, tất cả đều rất là tốt đối với Bát Giải trong thời gian sắp tới. Bên đến phiên Kim Tinh tượng trưng cho tình yêu, của cải vật chất mình tạo ra được, thì Kim Tinh đó, nó sẽ từ ngày 6 tháng 6 tới 23, từ 6 tháng 6 nó ở trong Hải Sư. Nó ở trong đây cho tới ngày 9 tháng 10 lận. Mà Hải Sư đó, là nó xung với Kim Ngưu. Thời gian này á, 1, 2, 3, 4. Trong gia đình các bạn có những cái tình cảm gia đình không có, nó hoặc là quá nhiều, hoặc là quá ít, tiêu cực hoặc tích cực, là mình thấy những điều mà nó cho mình tình yêu, sự may mắn đó, những lúc mình cảm thấy là mình được sự hỗ trợ rất là nhiều, và những cảm thấy sự hỗ trợ không đủ sức cho mình. Vì vậy thời gian sắp tới trong từ tháng 6 tới 9 giờ tháng 10 các bạn cảm thấy là có những cái điều nó không cân bằng trong vấn đề gia đình đối với Hải Sư. Nhưng mà không gọi là ấy, nó chỉ là nhiều tình thương quá cũng không sao, nhưng cái nhìn hơi mình có xài tiền rất là nhiều cho gia đình, hoặc là thấy mình có những chuyện nó không có ổn,
nhưng mà nó không có hại gì cả, nó chỉ làm thương ích tình yêu với tình thương của cả vật chất thôi. Lại viên hỏa tinh tượng trưng cho hành động, thì hỏa tinh đó từ 21 tháng 5 nó nằm trong hải sư rồi, nó sẽ mang cho cộng mang thêm một sự xung đột ở trong gia đình đối với kim ngưu từ 21 tháng 5 tới 11 tháng 7, bạn cần phải coi chừng nhé. Từ nếu thầy này có nếu các bạn mà mang gia đình mình đi du lịch đó, thì sẽ chuyển cái năng lượng xung đột thành một năng lượng là tốt hơn. Nhưng từ cái hành tinh nó mang sự hành động đến, mà cái hành động nó sẽ xung với mình nữa, vậy mình chuyển hành động nó theo sự đi chơi tiêu tiền đi, thì nó sẽ mua lại được cái sự hòa bình cho mình. Từ 11 tháng 7 tới 28 tháng 8 nó nằm trong sự nữ. Sử nữ lại hợp với kim ngưu. Vì thời gian này á, từ 11 tháng 7 các bạn có thể nói các bạn sẽ là đi chơi nhiều hơn là ấy nữa. Đó, nó sẽ các bạn có những sự sáng tạo tốt hơn cho mình nữa, và con cái cũng tốt nữa. Nó lên cái sự mà cảm thấy mình rất là thoải mái luôn. Đó là từ 21 tháng 5 từ đầu trời từ 11 tháng 7 tới 28 tháng 8. Kim ngưu như thời gian vừa qua bởi sự xung đột của Diêm Tinh và Bảo Bình là nhất từ ngày 23 tháng 3 cho tới 11 tháng 6 năm 23. Nhưng khi 11 tháng 6 chỉ để trở về đây lại á, thì tháng 7, tháng 8, tháng 9 còn sẽ có những thời gian đang bù đắp cho các bạn những cái khó khăn các bạn, mà sẽ niềm vui đến cho mình. Thì các bạn nên tận dụng thời gian này sắp tới cho chính bản thân mình. Chứ nếu không á, khi mà đầu năm 25 á, khi Diêm Tinh đi vào Bảo Bình á, nó sẽ tạo một sự xung đột cho Kim Ngưu cho tới năm 2043 lận. Vì vậy các bạn nên tận dụng thời gian này đầu tư vào tình thương yêu trong người môi trường quanh mình, nhất là trong gia đình và trong sự sáng tác của mình, năm 6 và công việc của mình nữa. Vì vậy các bạn thời gian này sắp tới rất tốt cho bạn. Nếu bạn cần đi làm từ 11 tháng 7 tới 28 tháng 8 thì cái công sức các bạn bỏ ra cho công việc, cho cuộc sống hàng ngày mình, hoặc tập thể thao, thể dục đó, nó rất tốt cho sức khỏe mình cho tương lai sắp tới. Đó là kết luận cho tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 23 đối với cùng Kim Ngưu. Cảm ơn các bạn đã có thời gian lắng nghe. Chào các bạn.